Luật pháp Phần Lan cùng các hiệp định quốc tế có từ giữa những năm 1800 đã xác định Åland là khu phi quân sự. Hiệp định đầu tiên ghi nhận Åland là khu vực phi quân sự có từ năm 1856 khi Phần Lan chưa là một quốc gia độc lập. Sau chiến tranh Crimea năm 1853 đến năm 1856, việc phi quân sự hóa Åland được Pháp và Anh đưa ra với Nga. Hiệp ước thứ hai từ năm 1922 do Hội quốc liên soạn thảo tại Geneva, Thụy Sĩ thiết lập quyền tự trị của Åland trong Phần Lan. Trong đó có chỉ dẫn tỉ mỉ về loại chiến hạm nào có thể neo đậu trong vùng nước của Åland hoặc chiến đấu cơ nào có thể bay qua quần đảo này. Hiệp định cũng bao gồm điều khoản khiến Åland thành một phần của Phần Lan với ngôn ngữ duy nhất là tiếng Thụy Điển. Lần thứ ba là Hiệp định Hòa bình Moscow năm 1940 diễn ra sau cuộc chiến tranh mùa đông năm 1939 đến năm 1940. Lần thứ tư là Hiệp định Paris năm 1947 sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, trong đó nêu quần đảo Åland vẫn phi quân sự. Mặc dù quần đảo Åland là khu phi quân sự nhưng Phần Lan vẫn chịu trách nhiệm cho an ninh tại nơi này. Ngày 4 tháng 4, Phần Lan chính thức gia nhập NATO, trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự này. Vì vậy, Åland được đảm bảo bởi 30 thành viên còn lại của NATO trong trường hợp bị tấn công.